Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Như Vũ Audio, kênh bên em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đủ hàng anh em. Và tiếp sau này hôm nay bên em giới thiệu với anh em một số dòng lo full lo cao kê anh em ha. Tất cả là đều hàng Nhật nha anh em. Hàng bát dùm gó bát 20, bát 25, bát 30 và bát 40 anh em. Nói chung là đủ mà mẫu nha anh em. Tất cả đều lo về thì rất là đẹp, chiếc này lo rất là đẹp anh em. Và với một số con mixer thì em sẽ nói sau. Và đầu ở đây thì cái bản hiệu của em anh em. Và đây thì cặp lo gam sa máy này em đã có cái căng nha anh em. Thôi em gắn cái căng lại để quay video đầu tiên cho nó đẹp. Thôi em gắn lại cái từng cái cho anh em xem nha. Cái căng đầy đủ nha anh em. Có lưới, lưới là mặt lưới, cái căng đầy đủ nha anh em. Thì đây là những đôi lo hôm nay nó rất là đẹp anh em ha. Dòng này em chuyên làm rồi. Nên là anh em cứ chỉ xài mà thôi. Ví dụ anh em hỏi nhiều số khách hàng mua thì đòi test này kia nghe thì anh em hỏi nghe, bên em là đồ em chất lượng rồi nên anh em cứ thích cái mẫu đó, hung gian mà giống như anh em cái phòng đó đó bao nhiêu mét vuông đó mình xài cần lo 30 thì nên mua lo 30 thôi, còn lo 40 là nên mua lo 40 thôi ha. Còn chuyện hay là anh em cứ chơi đồ xịn là nó hay rồi, hỏi cần mà mình anh em thấy nghe qua một cái nữa, anh em nghe qua bên điện thoại không có chính xác đâu anh em, thì bên em sẽ làm là những dòng lo nó hay nên thì anh em cứ mua về để xài thôi. Chuyện hay anh em hỏi hỏi nói à. Này là mình nói quá hay luôn. Rồi bây giờ em đi vào giới thiệu anh em ha. Ở đây là cặp lo thằng Gamsa A200, vỏ là vỏ màu trắng. Em cũng có màu đen anh em. Em từ dòng này thì em được 3 cặp nha. Hiện tại có 3 cặp sẵn anh em. Hàng này đẹp long lanh. Đây anh em nhìn này ha, mới cực kỳ mới không? Vỏ mới cực kỳ mới anh em ha, rất là mới, rất là sáng nha. Và dưới đây là lo 40 anh em, Gamsa A300. A300 thì lo bát 40 anh em ha. Mới, rất là mới nha anh em ha. Và đây là thằng bát 40 và một cái còi nha anh em, một cái còi ha. Đây là một cặp nha. Anh em nhìn nè. Rất đẹp nha anh em. Đó, thì đó là cái những dòng lo này em bán rất là nhiều. Và đây thì dòng này lo là chân dài nè anh em. Có loại là chân dài tới nách nè. Cái dòng này lo bát 25 4 lo nha. Bát 25 4 lo. Một cái nha anh em và một cái còi, còi họng gan anh em ha, họng gan là model nó là Gamsa WS36, có lưới căng đầy đủ nha anh em, có căng trên này đầy đủ nha. Thì anh em cứ xem vào chút xíu em sẽ ghép nhẹ lại. Và đây là bát 25 anh em gân zin luôn nha. Đặt cái gân này là gân rất là mềm nha, gân là xịn nha anh em, rất là xịn nha. Đây là gọi là xịn sò luôn. Và đây là nút tinh chỉnh của chép ha. Nói chung dòng này thì anh em hỏi nói đi ha. Này nó cao trên một mét mấy anh em, cao rất là cao nha, rất là cao, rất là cao. Thì vào đây thì cặp lo thằng Gamsa A500 anh em, A500 nha, này là A500, A500 thì cái lưới nó phủ luôn, nó phủ từ đây, nó phủ lên tới đây luôn anh em ha. Đây là A500, đây là bát ở đây. Cái dòng này thì củ chép rất là lớn anh em, nó là A500 lớn hơn A200 nha, lớn hơn A200. Còn ở đây thì vít cặp Victor Mod anh em, nè Victor Mod nha, là bát 30 một cái còi nè. Đó thì nói chung dòng này thì nó nổi tiếng là vỏ cây anh em, này vỏ cây nha, dòng Victor vỏ cây, dòng này cay rất là hay. Như theo những anh em nào mà xài mình nên mua những dòng này để về mình cao kê, nếu mà cái khung gian mình phòng mà nó vừa á anh em, dụ như phòng mình xài lo 30 thì nên mua lo 30, phòng mình bự rộng thì nên mua 40, nó vậy đó anh em. Và đây là cặp Gamsa bát 20 nha anh em, bát 20 một cái còi nè. Dòng này thì nó cũng là dòng mới giờ, công nghệ mới nhất giờ luôn nha anh em. Đây là Victor 5-5, model 5-5 nha, V555. Còn đặc biệt là cái cặp này rất là mới anh em ha, rất là mới nha. Cái cặp này đây anh em, WSM80K ha, 80K ha anh em, 80K ha. Và đây là thằng Gamsa anh em ha. Này hơi bị tối nha anh em, đây này để góc tối rồi. Và đây là cái vỏ phía sau anh em ha. Em cũng còn lo nhiều lắm anh em, lo nhiều lắm nhưng mà em đăng có nhiêu đây cho anh em xem thôi ha. Còn bên đây thì nó là JBL nè. Và đây là Victor nè. Nó còn nhiều anh em. Đó là Gamsa nè. Đó. Thì đây thì anh em xem mấy cái này đi ha. Đó. Cái dọc này thì anh em nghe hỏi chơi nha. Cặp này anh em để cái trong cái tiệm mình. Trong cái tiệm hoặc là trong cái cửa hàng. Hoặc là nên để ngay cái phòng khách này kia rất là cao. Nó rất là đẹp. Rất là hay anh em. Tại nó luôn 4 bát mà dòng này bát 25. Đánh nhẹ cũng ra được chút xíu, em sẽ mở bằng cái amply này anh em, amply nhỏ nha, nó là cục đẩy nha anh em, đẩy nhỏ thôi,
nhưng mà nó hát sẽ chơi cái lo này được luôn đó. Cái này là để em để test đồ thôi nha anh em, không có bán. Thì đây là những cái gọn, dưới đây là những mixer anh em ha. Mackie nè, 1642 VJ3, 1202 gồ gồ anh em, và 1402 VJ. Cái dòng này thì tuần sau anh em, tuần sau em sẽ đăng về mixer Mackie nha anh em. Tuần sau hàng Mackie về rất là nhiều. Rồi em sẽ đăng số lượng nha, cho anh em xem. Thì hiện tại bây giờ vẫn có mixer, anh em nào mua cần mixer gì cái alo bên em ha, alo trực tiếp bên em đi để có hàng đó. Thì anh em đây là dòng loa Gamsa A200, A200 nha anh em, A200, đây là A200 nha. Còn đây là WS36, dòng này là 4 loa 25. Còn cặp này thì hỏi nói anh em rất là cao. Anh em thấy hai cái loa 30 với cái loa 40 chất trên là bằng ngang đó nè, tất nhiên nó trên 1 mét mấy luôn. Nãy em chưa có đo cái thước đó. Đây là cái lưới dây căng anh em, và đây là cái lưới dây căng của thằng A200 nè, A200 anh em, A200 này ha. Đây em để đây sơ sơ cho anh em nhìn hình dung ra ha. Cặp này là rất là mới nha anh em, rất đẹp nha, mới cực kỳ mới luôn nha. Quay ngược lại, em quay lại anh em, nó gì nè, nó là gì anh em ha, nó gì đi, nó gớt không, để em phá lại cái anh em. Đó là Gamsa đó anh em, để gì cho nó dễ thấy ha. Và dưới đây thì nó thằng cung lưới trắng anh em, nó giải nha, lưới giải nha, lưới giải nó bên đây nè, một lưới giải nó nè đó. Thì anh em nào có nhu cầu dòng dòng loa full có gì liên hệ bên em, anh em cứ thích dòng loa nào thì liên hệ. Em cũng nhắc lại anh em ha, này là Gamsa A200, A200 nha anh em. Để quay cái đít sau phía sau cho anh em xem luôn ha. Còn đây là loa mắc kỳ của em. Đây, em xa anh em ha. A đúp hai A 200 đúp nè. Này công suất nó 250, loa 8 ohm anh em. Anh em nhìn cặp loa này mới cực kỳ mới luôn, rất là mới. Cái vỏ dưới, cái thòng thằng dưới nó cũng mới nữa. Đó. Thì đây là thì em nói anh em, dòng A200 em hiện tại em có 5 cặp. Khoảng có 5 cặp nha anh em. Và cặp trắng thì có một cặp duy nhất, cặp đen thì em có 4 cặp. Cặp đen thì có 4 cặp nha anh em. Cặp màu đen y gan thế này mà nó màu đen, nó 4 cặp. Còn cặp dưới này thì A300 màu đen, màu trắng có luôn, nhưng mà chỉ còn màu trắng thôi, màu đen của khách nó mua rồi, còn màu trắng mới về anh em ha, màu trắng mới về. Rồi và đây một cũng chỉ một cặp duy nhất anh em. Gamsa WS36 dòng 4 lo 25 và một cái chip còi. Và đây một cặp lo của thằng Gamsa A500 anh em, A500 nha. A500 nó thì anh em nhìn kìa, cái viền này nó làm bằng đúc nè, đó ha. Còn cái đó cái viền nó là viền khác anh em. Thì đây là em với một cặp duy nhất cho anh em. A500 một cặp duy nhất. Victor này thì Victor Mod này model 5-5. Thì em có tới 3 cặp nha anh em. 4 cặp chứ, 4 cặp anh em, 4 cặp. Này 4 cặp. Còn hàng Gamsa này thì em chỉ một cặp duy nhất nha anh em. Nó là bát 20. Nó còn mấy cái này nè, em có giới thiệu cái cặp này rồi. Thì hôm nay cũng giới thiệu lại thôi. Đó, anh em có nhu cầu cần thì liên hệ bên em mấy cái cặp loa này nha anh em. Và bây giờ em mở cho anh em nghe một đoạn nhạc về cái loa này nha. Tại cái loa này hát hay quá, nghe thử ha anh em. Nghe thử nha. Anh em nghe nha. Anh em đã nghe qua nó ha, âm thanh nó rất hay anh em, tiếng cực kỳ ấm luôn, nhẹ nhàng. Nói chung đồ Nhật thì không thể nào nói được anh em. Thì đây là những gì em đã nói anh em những cặp lo hôm nay ha. Thì cái này là clip thứ hai trong đầu năm, tại vì do cái này thì em cũng đầu năm nên
bên cửa hàng em còn buôn bán mà nó rất hơi bận rộn nên cũng ít lên hình, nên anh em nào có gì đăng ký đi theo dõi kênh bên em nha. Nói chung từ từ đây sẽ em lên từ từ, tại vì có anh em đăng số lượng nhiều cái để cho anh em mua lựa cho nó dễ luôn. Và em cũng nói anh em, những cái này anh em nào có nhu cầu mua, ví dụ như phòng mình 30 nên mua 30, phòng mình 40 nên mua 40 anh em ha, chỉ mua đồ xịn về chơi thôi là hay. Anh em hỏi phân vân mà nhiều anh em phải kêu mới thử nghe này kia đó, mất thời gian bên em dữ lắm. Tại vì anh em mà nghe qua điện thoại anh em không khẳng định được đâu. Tại ví dụ trường hợp mà em muốn làm cái cho nó thông qua điện thoại tốt, em mới mua một thiết bị chuyên thâu, thì anh em lúc anh em nghe thì anh em cũng hết biết đường để mua lo đó hay dở luôn. Nói chung thì anh em nên mua những cái đôi lo xịn mà xài mà để mình xài thôi, mình mua xịn lần xài là ok đó anh em. Rồi thì hôm nay thì em chỉ giới thiệu cho anh em những cái mặt hàng hôm nay ha, thì em cũng kết thúc video nha anh em. Hẹn những anh em những cái video tiếp theo nha anh em. Thì những dòng lo này thì mới đây em mới có nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ đi, liên hệ qua số điện thoại bên em đều có đầy đủ trên đây, trên cái video hết trơn nha anh em. Đây rồi em cũng kết thúc video anh em ha. Hẹn những anh em những video tiếp theo và xin chào.